Xin chào các bác nhé. Hôm nay mới về được 100 chiếc blinder. 100 chiếc blinder hai mắt. Mỗi mắt là 100W các bác nhé. Có màu vàng nắng và màu trắng. Hàng mới 100%, rất sáng luôn anh em ạ. Nó sáng hơn tất cả những cái loại hàng bãi siêu lướt mà trước em bán các bác nhé. Đấy, và với một mức giá rất là tốt. Vì vậy nên là em không làm hàng bãi nữa. Đấy. Mới 100%. Bảo hành 1 năm. Mẫu mã rất đẹp các bác nhé. Mẫu mã hình thức rất là đẹp. Test chất lượng quá ok luôn. Chạy làng này con, chói mắt. Đừng nhìn vào nó à. Đây em có mở sẵn ruột gan của một con ra cho anh xem, anh em xem bên trong. Đấy, đèn này quan trọng nhất rồi, vẫn là cái tản nhiệt các bác nhé. Nhưng bóng này khi sử dụng thì nhiệt độ nó cao, vì vậy là tản nhiệt mà tốt thì bóng nó sẽ bền. Và em bán cho các bác với cái giá là 1.200.000 một chiếc, bảo hành 1 năm các bác nhé. Đấy, thiết kế mới này, quạt gió ở giữa, chứ nó những cái mẫu bãi hàng bãi ngày trước ấy, thì nó có một cái quạt ở một bên này thôi. Nó thổi bên này sang bên kia. Đấy, còn cái mẫu này thì nó có một cái quạt ở giữa này, đấy nó thổi luôn sang hai bên. Và cái tản nhiệt rất là dày các bác nhé, tản nhiệt rất là dày này. Đấy, tản nhiệt nhôm rất là dày. Nó từ đằng sau này nó lên đến chỗ bắt bóng luôn. Em đã chạy test thử rất là lâu, để mắt công suất chạy rất là lâu, nhưng mà chỉ hơi ấm ấm thôi các bác nhé, hơi ấm một tí thôi. Linh kiện ok, 1.200.000, bảo hành 1 năm. Đây, các bác đi làm đầu tư thì bây giờ cứ lên mua hàng mới cho nó yên tâm. Còn hàng bãi mà hàng đẹp thì giá nó cũng rơi vào tầm 900.000 đến 1 triệu một chiếc, nhưng mà không ai bảo hành cho các bác ạ. Đấy. Hàng mới trên không đáng bao nhiêu tiền các bác nhé. Độ sáng thì em bao cho các bác là test 3 ngày, không ưng với độ sáng chê mà không sáng ấy, thì có thể gửi hàng lại cho em. Đấy. Em test thử trực tiếp ở đây thì thấy là nó sáng hơn tất cả những cái loại hàng bãi mà em bán trước. Sáng hơn rất nhiều luôn đấy. Bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em theo số điện thoại 0967 851 866. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo.